Hà Nội tạm phong tỏa bệnh viện đa khoa Chương Mỹ. Chiều 31 tháng 7, ông Nguyễn Đình Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ cho biết, tối 30 tháng 7, chính quyền địa phương đã thiết lập rào chắn, tạm phong tỏa bệnh viện đa khoa Chương Mỹ để thực hiện các biện pháp y tế sau khi ghi nhận một bệnh nhân từng đến điều trị mắc COVID-19. Theo lãnh đạo huyện Chương Mỹ, ca bệnh 28 tuổi ở xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức là công nhân công ty thời trang Star tại khu công nghiệp Phú Nghĩa. Nữ bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện từ ngày 18 đến 25 tháng 7. Chúng tôi đang truy vết, sau đó sẽ thu hẹp diện phong tỏa, tập trung vào những nơi có yếu tố dịch tễ của ca bệnh, ông Hoa nói. Ông Đặng Trần Chiến, giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ cho biết, ngày 18 tháng 7, nữ bệnh nhân này vào bệnh viện theo dõi, điều trị và xuất viện vào ngày 25 tháng 7. Ngày 27 tháng 7, bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm vì liên quan đến chùm ca nhiễm tại công ty thời trang Star. Ngày 30 tháng 7, bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19. Ngay sau khi có thông tin, bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ đã cho tạm phong tỏa, chỉ đón bệnh nhân cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân trong viện, không tiếp nhận bệnh nhân tới thăm khám mới. Theo ông Chiến, qua truy vết, lực lượng chức năng xác định có 19 F1 và 69 F2. Trong ngày 30 tháng 7, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 222 người là các y bác sĩ tiếp xúc gần, các bệnh nhân và người nhà. 19 F1 đã được đi cách ly tập trung, toàn bộ y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà tạm thời ở lại viện. Những F2 đã ra khỏi viện thì phải cách ly y tế tại nhà. Dự kiến chiều nay 31 tháng 7, chúng tôi sẽ có kết quả của 222 mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan, ông Chiến thông tin thêm. Chiều 31 tháng 7, Hà Nội ghi nhận thêm 26 trường hợp mắc mới. Kể từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã có 1.149 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 679 trường hợp tại cộng đồng và 470 trường hợp tại khu cách ly. Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa hôm nay 31 tháng 7, thành phố ghi nhận thêm 26 ca mắc mới COVID-19, trong đó 17 ca phát hiện tại khu cách ly và 9 ca phát hiện ngoài cộng đồng. Đáng chú ý có 2 ca là hai mẹ con trú tại Văn Chương, Đống Đa được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 qua xét nghiệm sàng lọc người ho sốt trong cộng đồng. 16 ca ho sốt thứ phát liên quan đến các F0, còn lại là các ca liên quan đến các chùm ca bệnh trước đó. Như vậy, từ 18 giờ chiều qua cho đến trưa nay, Hà Nội có thêm 49 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong một diễn biến liên quan nhằm kịp thời khoanh vùng xử lý ổ dịch trên địa bàn, sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, nơi đang được xem là ổ dịch của thành phố. Tính từ 27 tháng 4 cho đến nay, chỉ tính riêng trên địa bàn phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phát hiện 17 ca nhiễm COVID-19, trong đó mới nhất có một dân quân thực hiện nhiệm vụ tại chốt phong tỏa dương tính với virus SARS-CoV-2. Nhằm kịp thời ngăn chặn nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn phường trong thời gian 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 đến 0 giờ ngày 14 tháng 8. Người dân phường Trương Dương không được ra khỏi vùng cách ly, trừ các trường hợp khẩn cấp được cho phép. Trường hợp các gia đình và cá nhân không tuân thủ yêu cầu cách ly sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Bắt đầu từ 19 giờ tối nay 31 tháng 7 đến 6 giờ sáng hôm sau, tất cả người dân trên toàn địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không ra đường, trừ các trường hợp ưu tiên. Đây là chỉ thị mới nhất của chính quyền thành phố nhằm tận dụng tối đa thời gian khống chế dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang cũng quyết định phong tỏa 11 xã phường có nguy cơ rất cao để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng từ ngày 31 tháng 7 đến khi có thông báo mới, bao gồm Phước Đồng, Vĩnh Trường, Vĩnh Hiệp, Ngọc Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vạn Thắng, Vạn Thạnh. Các xã phường còn lại tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Tính đến sáng nay 31 tháng 7, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 2.015 ca nhiễm SARS-CoV-2. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ra văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng tiếp nhận người dân tự ý về quê từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 6 giờ sáng mai mùng 1 tháng 8. Theo thống kê, những ngày gần đây đã có hơn 16.000 người quê Bình Định đang sinh sống làm ăn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã tự túc phương tiện để trở về quê tránh dịch. Trong đó có rất nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, dẫn đến nguy cơ rất cao lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn. Trong khi năng lực cách ly y tế tập trung của địa phương đã quá tải, không đảm bảo yêu cầu chống dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên toàn tỉnh theo chỉ thị 15 trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 6 giờ sáng mai 1 tháng 8. Riêng thị xã An Nhơn thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Sau 14 ngày áp dụng giãn cách xã hội đối với 19 tỉnh thành phía Nam, những nơi dịch COVID-19 đang bùng phát, số ca nhiễm mới vẫn liên tục tăng. Nhằm tăng tốc việc khoanh vùng dập dịch, nhiều địa phương các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ đã quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng thêm từ 1 đến 2 tuần, áp dụng kể từ ngày 2 tháng 8. Cụ thể, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Cà Mau kéo dài thêm 7 ngày, thành phố Cần Thơ và các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp sẽ kéo dài thêm 14 ngày. Riêng An Giang, tùy vào tình hình thực tế, có thể áp dụng chỉ thị 16 thêm từ 1 đến 2 tuần hoặc nhiều hơn nữa.
Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện cuộc thi sáng tác, dàn dựng phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề Chung một niềm tin chiến thắng. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ giới thiệu được những tác phẩm văn học nghệ thuật có nội dung sâu sắc, giá trị thẩm mỹ nghệ thuật cao, mong muốn đóng góp tích cực vào công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp đến công chúng. Với yêu cầu là các tác phẩm văn học nghệ thuật tham dự phải là những tác phẩm đã được công bố, phổ biến và sáng tác mới trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 11 năm nay. Hiện cuộc vận động đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các văn nghệ sĩ và nhân dân. Tin quốc tế, dữ liệu được công bố trên báo cáo hàng tuần về bệnh tật và tử vong của CDC cho thấy những người được tiêm chủng đầy đủ bị nhiễm bệnh vẫn mang trong nhiều các virus SARS-CoV-2 như là những người chưa được tiêm chủng và có thể lây lan sang người khác. Cụ thể có khoảng 3/4 số người mắc bệnh trong đợt bùng phát COVID-19 ở bang Massachusetts phía đông bắc của nước Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ và 4 người trong số đó phải nhập viện chữa trị. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày 30 tháng 7, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết phát hiện này đáng quan tâm và là một khám phá quan trọng dẫn đến khuyến nghị mới của CDC về việc sử dụng khẩu trang. Khuyến cáo đeo khẩu trang đã được CDC cập nhật để đảm bảo công chúng được tiêm chủng sẽ không vô tình truyền virus cho người khác, bao gồm cả những người thân chưa được tiêm chủng hoặc bị suy giảm miễn dịch. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo, Trung Quốc đại lục vào ngày 30 tháng 7 ghi nhận thêm 55 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, gồm 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 25 ca nhập cảnh. Thủ đô Bắc Kinh và 4 tỉnh khác đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Delta lây lan nhanh. Các địa phương này đã triển khai xét nghiệm hàng loạt, hơn 1 triệu người ở các khu vực bị phong tỏa. Trên cả nước có hơn 200 ca nhiễm có liên quan đến cụm lây nhiễm biến thể Delta ở tỉnh Giang Tô, sau khi một nhóm nhân viên vệ sinh tại sân bay ở thành phố Nam Kinh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào hôm 20 tháng 7. Xét về mặt địa lý, đây là đợt bùng phát mạnh nhất tại Trung Quốc đại lục trong vài tháng trở lại đây. Tính đến hết ngày 30 tháng 7, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng gần 93.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 4.600 ca tử vong. Thái Lan cũng ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong theo ngày cao ở các mốc mới khi có thêm gần 19.000 ca nhiễm cùng 178 trường hợp không qua khỏi vì dịch bệnh này trong 24 giờ qua. Số liệu do Bộ Y tế Thái Lan công bố cho thấy, trong số gần 19.000 ca mới được ghi nhận, có 810 ca là các tù nhân. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Thái Lan đã có tổng cộng hơn 597.000 ca mắc COVID-19 với hơn 4.800 ca tử vong. Bộ Y tế Thái Lan ngày 30 tháng 7 cho rằng, nước này có thể giữ con số ca tử vong không vượt quá 200 ca một ngày bằng cách đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và thực hiện 2 tháng phong tỏa. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cho biết biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao đang khiến số ca mắc COVID-19 tăng vọt tại khu vực Trung Đông, gây ra làn sóng dịch bệnh thứ tư tại đây, nơi mà tỷ lệ dân số được tiêm vaccine vẫn ở mức thấp. Tính đến tuần cuối của tháng 7 này, chỉ 41 triệu người, tương đương 5,5% dân số tại khu vực Trung Đông đã được tiêm đủ liều vaccine. Số liệu thống kê cho thấy số ca nhiễm mới và tử vong trong tháng 6 tại khu vực Trung Đông đã tăng lần lượt là 55% và 15% so với tháng trước đó.